Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với bản tin an toàn giao thông được cập nhật liên tục trên kênh HT Trịnh Gia. Này, chú biết bị lúc mấy giờ không chú? Chắc là... Lúc 10 rưỡi chú? Rưỡi. Còn tài xế trên xe có mấy người chú hả? Trên xe có mấy người chú biết không? Chú thì chỉ xác định tài xế bị thương thôi, không biết. À, bị thương là đi cấp cứu rồi. Thì không có người. Thống nhất cho cái 10 rưỡi cho nó đồng. Ok, cảm ơn chú. Vào lúc 10 giờ 30 phút hôm nay, tức ngày 4 tháng 3 năm 2021, trên tuyến đường DT643, đoạn km số 3 500 thuộc địa phận xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của xe tải biển kiểm soát 77C19837 kéo theo rơ móc chở keo dăm phơi khô do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển. Nhận được tin báo của người dân, phóng viên chúng tôi đã có mặt sau đó. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để cứu hộ người bị nạn và cầu kéo chiếc xe. Theo thông tin ban đầu chúng tôi ghi nhận, chiếc xe container đang nói trên đang đổ dốc thì bị mất phanh dẫn đến lao dốc tốc độ cao. Tài xế đã không làm chủ được tay lái nên đã tự gây tai nạn. Rất may trong lúc tai nạn xảy ra không có phương tiện nào khác lưu thông trên đoạn đường. Tài xế xe bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trịnh Gia, phóng viên thường trú tại Sơn Hòa, Phú Yên. Mọi thông tin phản ánh vui lòng liên hệ đến chúng tôi theo số điện thoại 0382 767493. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe.